À, kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang đứng trước cổng chùa Hàng Cộng, là một chùa của người dân tộc Khmer. Và hôm nay là diễn ra cái buổi lễ khánh thành của chùa, và có rất là đông khách thập phương đến đây để dự lễ khánh thành của chùa dân tộc Khmer, mà địa phương gọi là chùa Hàng Cộng. Tại vì hai bên đường vào trong chùa là có hai trồng hai hàng cộng rất là đẹp. Ở đây là cái lượng khách đến để dự lễ khánh thành rất là đông. Và mình đang đứng trước giữa đường. Đây. Xe rất là nhiều gì. Đây là mọi chơi đông rồi. Diễn ra 3 ngày. Từ ngày 28, 29, 30 tháng 4 năm 2024. Và cũng có rất là nhiều những cái bà con đến để mua bán những cái mặt hàng, giống như là một cái lễ hội ở thuộc xã Châu Lăng, thị trấn tỉnh An Giang. Các bạn thấy là rất là đông, và thời tiết lúc này thì rất là nóng, mặc dù là đã hơn 8 giờ sáng nhưng mà thời tiết là rất là nóng lực. Trong đây là cái phân sóc thuộc ấp Rò Lan, xã Châu Lăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, của người dân tộc Khmer sinh sống chiếm khoảng là 90% người. Mình sẽ mời quý vị các bạn vào bên trong chùa để cùng tham dự lễ khánh thành trong 3 ngày đối với chùa Hàng Cộng của người dân tộc Khmer gì. Và cái người tham dự hôm nay và cái ngày đầu tiên là cái ngày 8 tháng 4 tháng 4 dương lịch năm 2024, hiện tại đang vào cổng và đi hãy trực tiếp vào, và hai bên là có hai cổng rất là đẹp luôn. Rất là đông cái Phật tử, đa phần là người dân tộc Khmer đến đây để dự lễ khánh thành. Và chùa này là chùa của người dân tộc Khmer của gì. Đây như mình nói đó, hai hàng cộng hiện tại bây giờ đang chỗ qua các bạn. Cây công này là những cái cây mà thường người ta trồng ở trường học rất là nhiều quý vị. Nhưng mà ở cái chùa này thì điểm đặc biệt đó là trồng một cái hàng cồng. Hai bên hàng cồng đi thẳng vào chùa, nó nằm thôi lôi ở ngoài phía ruộng quý vị. Và hai bên đường thì cũng có rất là nhiều những cái buôn bán những cái mặt hàng, những loại những mặt hàng gì đó, bánh ngũ cốc đặc sản của miền Trung luôn, cần thấy những tay nhất trên cái đầu thương chú anh chị ơi. Đây cái điểm đặc biệt đó là hai hàng cồng hai bên đường để đi thẳng vào trong chùa gì. Hai hàng cồng này là rất là lâu đời quý vị. Cây nào cây nấy là như là cây cổ thụ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đủ mùi, đủ vị, đủ màu lắm mày. Đặc biệt dân địa phương người ta gọi là dân hàng công, là chùa hàng công quý vị. Còn cái chùa mang cái tên người Khmer nói rất là khó nghe, rất khó nhớ gì. Rồi mình gọi nôm na là chùa Hoàng Công, thuộc xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, gần xí nghiệp đá cho cô đúng gì. Chúng ta từ Chi Tôn chúng ta đi về hướng Ba Chúc thì chạy gần tới xiên đá, chưa tới xiên đá là đã nhìn bên tay phải, chúng ta đã thấy một cái cổng chùa, hai bên có hai hàng cầu cổ thụ chạy dài vào tới chùa, khoảng là 200-300 mét gì mới tới chùa, và dọc hai bên đường là hai hàng cầu cổ thụ rất là đẹp. Theo cái phong tục truyền thống của người dân tộc Khmer, đây đây là người nam nè, và bên đây là người nữ. Mới tới hả? Đây là những cái hình thức tín ngưỡng của bên đạo Phật Nam Tông Khmer. Đây là những cái nhân vật trong cái truyền thuyết thời xa xưa của người Khmer gì. Hôm nay rất đông, rất là đông cái gì, những cái khách thập phương đến đây để tham dự buổi lễ khánh thành trong 3 ngày của chùa Hàng Công tại xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang của người dân tộc Khmer. Thank you.
cái trục lề của người Khmer đôi khi mình cũng chưa có bỏ đúng gì. Hôm nay là cái buổi lễ này chính là buổi lễ khánh thành gì. Chùa này cũng rất là lớn quý vị.
có nhiều cái gian hàng. Thì một trong những cái ngôi chùa của người Khmer lớn nhất trong vùng Trung Bộ. Và phía bên đây là nơi biểu diễn nhạc cụ của người dân tộc Khmer quý vị. ព្រះសាមេបណៃឡាហើយ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 ព្រះសាមេបណៃឡាហើ
ព្រះសិរីមនីសំខាន់ហើយបានដល់មកនៅបច្ច័យចំនួន3លាន500ប៉ុណ្ណឹងចិត្តបច្ច័យចំនួន3លាន500ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសអំណាចខ្ញុំសូមចំណងបំផុសគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីទាំងមូលសូមប្រកាសព័ត៌មានអំពីព្រះសកលលោកភិបាលបរិបូរដើម្បីដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទមកផ្នែកទីសុខជឿព័ត៌មានcũng giống như chùa, cũng như việc đại nước được uống miễn phí cho những cái khách tình thương đến để dưới chùa nhìn lại cái thành gì mà đa phần là người dân tộc Khmer. Cảm ơn. Cái chúng là mình lại nước miễn phí cho mình thành phương đến dự lễ
phía trước. Và phía bên cổng phụ thì cũng có những cái gian hàng bày bán rất là đông quý vị. Và đây là cái chánh điện vừa mới xây xong quý vị, và cũng là khánh thành trong 3 bữa từ 28-29/4/2024 ở chùa Hoàng Công của người dân tộc Khmer thuộc xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là vào cái ngày thứ nhất mà khách thập phương đến đây tham dự rất là đông người, người ta bằng cơ bê. Mà quý vị các bạn sẽ vào mình để tham quan cái khu chánh điện vừa mới hoàn thành xong và hiện tại đang khánh thành tại chùa Cộng Liên. Chúng ta sẽ vào bên trong. Và trước khu chánh điện đây là một cái tượng Phật Thích Ca với các tỳ kheo của mình, các đệ tử. Và mình ở trên khu chánh điện quay xuống đi, chánh điện với là cao. Mời quý vị các bạn sẽ theo mình vào trong khu chánh điện. Đây là phía trong khu chánh điện luôn. Đây là phía ngoài là lan can của chánh điện. Đây là câu hỏi của lúc đầu tiên. Thank you.
đây là cái cửa phía sau của chính điện, khách ảnh hưởng đến đây cũng rất là đông. À, bên trong khu cái điện của bạn khá rất là đẹp luôn. Mình mới đi không mà hôm nay là khách tăng hôm qua bữa 28/9/30 tháng 4/2024. Thì khánh thành của chùa Hà Công người dân tộc Khmer, mình thấy có một bé tài gì rất là giống người nước ngoài, người dân tộc Khmer gì đây. Thì quý vị các bạn nãy giờ lúc đã quay cho quý vị các bạn xem còn một cái lễ khánh thành của chùa Hàng Công của người dân tộc Khmer tại xã Sơn Lăng, quận Vĩnh Thông, tỉnh Tây Giang, và diễn ra trong 3 ngày 28/29/30 tháng 4/2024. Và có rất là đông những cái khách hành hương đến đây để dự lễ, đa phần là người dân tộc Khmer. Đến đây thì vlog xin kết thúc clip, chúc quý vị các bạn là nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những clip sau.